Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Họa vô đơn chí, Brazil dừng nhập cá rô phi Việt Nam. Ngày 20 tháng 2, AFA tiếng Việt loan tin Brazil dừng nhập khẩu cá rô phi Việt Nam từ ngày 14 tháng 2 năm 2024. Lý do được cơ quan chức năng Brazil đưa ra là cá rô phi Việt Nam nhiễm bệnh do virus TILV gây ra. AFA dẫn thông tấn xã Việt Nam loan tin ngày 20 tháng 2 với thông báo của Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Theo đó, cá rô phi Việt Nam không được nhập vào thị trường Brazil cho đến khi cơ quan chức năng nước này có kết luận rà soát về rủi ro cá nhiễm bệnh. Hình ảnh bản tin trên AFA. Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường cho biết, vào ngày 14 tháng 2 vừa qua, cục này đã nhận được công thư của cơ quan kiểm dịch động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Brazil về quyết định dừng nhập khẩu cá rô phi cho đến khi có thông báo mới. AFA cho hay, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, tổng kim ngạch cá rô phi xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2023 chỉ đạt hơn 6 triệu USD, giảm 42% so với năm 2022. Trong đó, EU nhập chừng 2 triệu USD, giảm 34%, Mỹ nhập 1 triệu USD, giảm 71% so với năm 2022. Việc Brazil ngừng nhập cá rô phi có thể coi là một động thái họa vô đơn chí với Việt Nam, bởi Việt Nam đang có nguy cơ bị thẻ đỏ của EU. Trước đó, Việt Nam đã từng bị Ủy ban châu Âu EC phạt thẻ vàng đối với ngành thủy sản từ tháng 10 năm 2017 vì khai thác thủy sản bất hợp pháp và không khai báo, không theo quy định của IUU. Ngay sau khi bị thẻ vàng, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã giảm sâu vào năm 2018 ở mức trung bình là 25%, có tháng giảm đến 41%. Hình ảnh tàu cá Việt Nam bị Hải quân Thái Lan bắt giữ. Tháng 4 năm 2024, EC sẽ có đợt thanh tra lần thứ 5 đối với thủy sản Việt Nam. Đây là cơ hội để Việt Nam gỡ thẻ vàng, nhưng cũng có thể là thời điểm đặt dấu chấm hết cho ngành thủy sản Việt Nam nếu bị phạt thẻ đỏ. Hiện nay, theo truyền thông nhà nước, cả nước có đến 15.198 tàu cá 3-0, không đăng ký, không đăng kiểm và không cấp phép. Tình trạng ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá vẫn tiếp tục xảy ra phổ biến từ đầu năm 2023 đến đầu tháng 2 năm 2024. Xảy ra gần 5.000 lượt tàu mất kết nối trên 10 ngày và hành vi gửi thiết bị giám sát cho tàu cá khác nhằm trốn tránh sự theo dõi của cơ quan quản lý đang diễn biến phức tạp. Chưa kể, từ tháng 10 năm 2023 đến nay, tiếp tục có 17 tàu với 190 ngư dân bị các nước bắt giữ. Nếu bị EC phạt thẻ đỏ, Việt Nam không chỉ mất đi thị trường EU mà còn gặp khó khăn với những thị trường khác bởi các nước phát triển đều có quy định tương tự nhau. Tứ trụ có thể làm được gì để thay đổi tình thế cho nền kinh tế Việt Nam lúc này? Vào tháng 9 năm 2023, thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã giảm sâu liên tiếp không chỉ ở thị trường EU mà cả thị trường Mỹ và Nhật Bản ở mức 24% so với cùng kỳ năm 2022. Trong nhiều năm qua, nền kinh tế Việt Nam phát triển nhờ một phần rất lớn từ việc xuất khẩu hàng hóa sang các nước phát triển. Tuy nhiên, giờ đây, mọi việc đã không còn suôn sẻ nữa vì nhiều lý do khác nhau và rất nhiều mặt hàng của Việt Nam đã bị cấm nhập khẩu hoặc bị trả về. Tại Mỹ, hàng dệt may, điện tử bị trả về hơn 1.000 lô hàng với lý do là vi phạm đạo luật chống lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Điều này đã dẫn tới sự tê liệt gần như là phá sản của ngành dệt may Việt Nam. Tại châu Âu và một số nước khác, hàng hóa Việt Nam bị dính tiêu chuẩn chuyển đổi xanh và cũng bị ách tắc. Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn thảm hại, có thể thấy rõ qua cái Tết buồn tẻ vô hồn 2024 vừa qua. Liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có thể làm được gì để cứu vãn tình thế này hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Họa vô đơn chí, Brazil dừng nhập cá rô phi Việt Nam. Thực hư chuyện chùa Ba Vàng Tết Giáp Thìn. Ngày 19 tháng 2, trên trang Facebook cá nhân của nhà giáo Thái Hạo có bài Chùa Ba Vàng vắng khách. Thời báo.d giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Mấy ngày nay trên báo và mạng xã hội có nhiều thông tin trái ngược nhau về lượng người đến chùa Ba Vàng dịp Tết này. Báo Tuổi Trẻ thì đăng hình và chạy dòng tích biển người quay kín sân chùa Ba Vàng ngày mùng 8 Tết. Sau đó dân tình phát hiện ra rằng ảnh này là của năm 2023. Riêng việc này, báo Tuổi Trẻ cần giải trình với dư luận và các cơ quan quản lý nhà nước. Hôm nay, trên nhiều trang mạng lại đăng hình để chứng minh rằng
chùa Ba Vàng vắng khách trong dịp Tết, từ đó tỏ ý hoan hỷ vì dân đã bớt u mê, đồng thời lên án báo Tuổi Trẻ là việc cẩu thả, thậm chí có động cơ chạy quảng cáo cho chùa Ba Vàng. Hình ảnh status trên Facebook Thái Hạo. Tôi lội vào trang thầy Thích Trúc Thái Minh, vẫn thấy tràn ngập người trong các video và ảnh chụp suốt từ Tết đến hôm nay. Đặc biệt về sự vắng khách sáng mùng 10 và một số trang Facebook chia sẻ, thì tôi xem trên trang Thích Trúc Thái Minh thấy cách đây 18 giờ đăng thông tin về quê Bắc Ninh mừng thọ hai cụ thân sinh của sư phụ. Bài viết cho biết với tấm lòng tri ân và báo ân đến hai đấng sinh thành của sư phụ Thích Trúc Thái Minh nhân dịp đầu xuân năm mới, các Phật tử chùa Ba Vàng cùng thỉnh sư phụ cùng về quê Bắc Ninh để các Phật tử được vấn an sức khỏe, chúc thọ hai cụ và chúc thọ chung anh em của cụ ông. Như vậy, rất có thể trong một ngày gần đây nhất, Tăng Ni và Phật tử chùa Ba Vàng đã rời chùa và tổ chức các hoạt động ở nơi khác, do đó mới có sự vắng vẻ mà mọi người đang nhắc tới. Từ trang thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày mùng 8 Tết. Cách đây một ngày, tức ngày mùng 8 Tết, cũng trên trang Thích Trúc Thái Minh, đăng tin về lễ khai đàn dược sư, trong đó có đính kèm nhiều ảnh, có những ảnh tràn ngập người. Báo Tiền Phong ngày 17 tháng 2 còn cho biết có gần 100.000 du khách, Phật tử đến chùa Ba Vàng dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Bằng quan sát, kiểm chứng thông tin và suy luận, tôi cho rằng không có chuyện chùa Ba Vàng vắng khách như nhiều trang đã nhận định. Tôi cũng không cho rằng sự kiện xá lợi tóc ngọ ngoại đầy tai tiếng ở chùa này đã giúp bà con tỉnh ngộ, nhất là khi những xử lý của giáo hội và pháp luật nhà nước chỉ mang tính xoa dịu dư luận một cách chiếu lệ, hời hợt. Còn thầy Thích Trúc Thái Minh thì vẫn ngày ngày lên tòa cao ngụy biện cho hành vi cúng dường xá lợi của mình, khiến đệ tử gật gù và vỗ tay vang khắp núi rừng Quảng Ninh và trên khắp không gian mạng. Trong hoàn cảnh này, việc giải mê và phê phán các trò thao túng tâm lý, trục lợi niềm tin của người dân từ các chùa và sư giả là vô cùng khó khăn, gian nan. Không nên tưởng lầm và vui mừng khi chưa thật sự thấy được kết quả nào đáng kể. 6 tiếng sau status trên, nhà giáo Thái Hạo đăng tiếp một thông tin từ một cựu tín đồ của chùa Ba Vàng nhắn tin cho tác giả cho biết hôm mùng 8 Tết đúng là đông thật vì họ huy động 100% các đạo tràng của câu lạc bộ Cúc Vàng về chùa để tu bát quan trai và phô trương thanh thế. Tôi thấy ở đây các Phật tử đi hết thầy à, mang theo cả con cháu, thành phần câu lạc bộ La Hầu La. Theo vị cựu tín đồ này yêu cầu giấu tên thì không bao giờ giải tán được đám u mê đó đâu. Tất cả họ đều được quy y miễn phí và được kết nạp vào câu lạc bộ Cúc Vàng do cô Yến lãnh đạo. Có chỉ đạo hàng ngày từ trên xuống dưới, hàng tháng có họp định kỳ trực tuyến. Có đến 600 đạo tràng trong cả nước trực thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng. Cô gọi đến chùa là đến, cô bảo đi đâu là đi. Và tất nhiên, người chỉ đạo cô là thầy Minh rồi. Nguy hiểm nhất là con cháu các Phật tử đó cũng tham gia câu lạc bộ La Hầu La, cũng do cô Yến phụ trách. Và cũng sinh hoạt hàng tháng qua Zoom. Các cháu cũng ngồi nghe cô Yến giảng đạo lý, lồng cả sự mê muội vào. Câu lạc bộ Cúc Vàng do bà Yến cầm đầu, hoạt động rất mạnh và có các cấp, từ chùa đến các tỉnh, các huyện, các xã, thị trấn. Cô Yến bảo ngày mai có mặt ở chùa thì đố ai dám vắng mặt, trừ trường hợp bất khả kháng thôi. Chỉ có giải tán câu lạc bộ Cúc Vàng hay thầy Minh chuyển đi qua chùa khác thì may ra mới hết đám u mê. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Thực hư chuyện chùa Ba Vàng Tết Giáp Thìn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d.